Dự án mở rộng quốc lộ 6 có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, kết nối thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, sau hơn một năm khởi công, các nhà thầu mới đây đã phải lên tiếng thừa nhận khó có thể hoàn thành đưa vào khai thác theo kế hoạch vào cuối năm nay. Vì sao lại có tình trạng chậm tiến độ ở dự án này? Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Bụi bẩn. Mặt đường thi công ngổn ngang vật liệu xây dựng. Nhiều khu vực, mặt bằng thi công chưa được bàn giao, đang dẫn tới hệ lụy một số đoạn dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 bị đình trệ. Các công nhân thi công khẳng định tình trạng thi công cầm chừng đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Hiện tại nhà thầu đang bố trí là thi công 3K, trưa, chiều và tối. Còn để mà... để đảm bảo tiến độ đề ra thì bên nhà thầu chỉ yêu cầu là về vấn đề mặt bằng. Còn các nhà thi công thì phản ánh hiện dự án đã bị chậm 5 tháng so với kế hoạch đề ra. Lý do rất nhiều hộ dân hiện vẫn chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, một số gói thầu tiến độ giải ngân mới chỉ đạt khoảng 30%. Nếu mà theo dự kiến thì công trình này chậm mất khoảng là 5 tháng. Và do cái mặt bằng thi công, thế còn đơn vị thi công, đơn vị nào cũng thế thôi, cũng muốn làm rất nhanh gọn để mới rút quân, chứ bây giờ máy móc người thiết bị để đây cả thì đơn vị ngày nào chậm thì đơn vị thiệt thòi ngày đó. Ngoài ra, trong thời gian qua thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khiến hoạt động thi công cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong cái thời gian khoảng cách đây khoảng 2 tuần thì thời gian là mưa liên tục. Vì mưa, cái thời gian mưa thì lại ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái phần mà đắp đất lên đường. Đắp đất lên đường khi mưa xong thì sau cái thời gian mưa thì chúng tôi phải khơi lại, phải đào đất lên, cái phần đất đã nu rồi thì phải đào lên, đào sới lên và phơi cho khô với lưu lại, cho nên là cái vấn đề đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công của công trình. Các sở ban ngành của thành phố mà cũng ưu tiên để cho cái đồng vốn về cái huyện Chương Mỹ để làm cái đường 6 này cho hoàn thành. Nếu mà có vốn thì đơn vị thi công sẽ hứa từ giờ đến Tết Dương lịch sẽ bán giao toàn bộ cái tuyến này cho đưa vào sử dụng, báo cáo. Cái vấn đề chậm 5 tháng là nó bởi nhiều vốn không? Chậm 5 tháng là do là giải phóng mặt bằng không có, báo cáo như thế. Dân thì mời đến họp thì họ cũng có gia đình họ nhận tiền, cũng gia đình không nhận tiền. Mà giải phóng và đồng loạt thì mới làm được. Mà giải phóng cách một nhà này, bỏ một nhà kia thì không bao giờ làm được. Nói về thi công đường hoặc kể ở nhà cũng thế thôi. Quốc lộ 6 là tuyến đường khu vực nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô. Mỗi ngày trung bình có khoảng 10.000 lượt phương tiện qua lại. Tuyến quốc lộ 6 thi công nâng cấp, mở rộng, liên tục bị chậm tiến độ do thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng. Hiện không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình trật tự an toàn giao thông, mà còn khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể gia tăng.